Kẹp các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe Honda Winx tiếp tục giảm mạnh khi có thông tin cho mạng Exciter 155/2021 chuẩn bị ra mắt vào tuần sau. Về mặt giá bán của phiên bản Honda Winx những ngày cuối năm thấp hơn mức giá đề xuất gần tới 6 triệu đồng. Sau thông tin được cho là Jam Việt Nam sẽ giới thiệu cây nguyên mẫu là Exciter 155/2021 vào tuần sau. Giá bán các hũ nặng ký Honda Winx đã có những cái chuyển biến để theo chiều hướng tích cực cho người tiêu dùng. Dù có một cái sức mua ổn định, nhưng cái mẫu xe con tài 150cc của Honda thường xuyên được bán dưới mức giá đề xuất. Nhân viên một đại lý ủy nhiệm của Honda đã chia sẻ về việc Winx luôn có mức giá bán thực tế thấp hơn mức giá niêm yết, một phần là nhờ vào những cái chương trình hỗ trợ giá được đưa tới bởi Honda Nam. Theo ghi nhận của chúng tôi tại cửa hàng bán xe Honda tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 24/12/2020, giá của chiếc Winx chưa bao gồm các chi phí đăng ký ra biển số dao động từ khoảng là 40.400.000 đồng đến 45.800.000 đồng theo từng phiên bản. Cụ thể chi Winx cái bản thể thao thông thường thì có mức giá bán đề xuất là 40.400.000 đồng. Còn hai phiên bản Camo và đen mờ thì có cùng mức giá bán là 45.700.000 đồng. Phiên bản đường đua thì có mức giá bán là 46.000 đồng. Và phiên bản thể thao có phanh ABS là 46.300.000 đồng. Mức giá hiện tại của Winx thấp hơn mức giá niêm yết từ Honda Việt Nam đưa ra, dao động từ là 3.200.000 đồng đến 5.700.000 đồng. Phiên bản thể thao có trang bị phanh ABS được nhiều người mua nhất nên có mức giá trên thấp nhất, trong khi phiên bản đen mờ được giảm giá nhiều nhất. Lý do dưới mức giá bán thực tế tại các cửa hàng này ghi nhận vào hồi cái tháng 11 vừa qua thì giá Honda Winx đã giảm là 500.000 đồng lên đến gần 2 triệu đồng. Winx phiên bản đen mờ có mức giá giảm nhiều nhất và phiên bản thể thao phanh ABS là mức giá giảm ít nhất. Mức giá giảm tương tự dành cho Winx cũng được áp dụng tại rất nhiều đại lý ở Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội. Nếu thông tin là Jam Exciter 155/2021 được ra mắt vào tuần sau là sự thật, nhiều khả năng giá bán của Honda Winx sẽ tiếp tục giảm để thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Honda Nam cũng có nhiều cái khả năng sẽ có những cái chiến lược mới để đáp trả hũ bằng việc nâng cấp thiết kế mới cho Winx hoặc giới thiệu một phiên bản khác nữa về cái mẫu xe con tài này. Honda Winx 2020 được trang bị cho mình động cơ DOC dung tích 149.1cc, sinh ra một cái công suất là 15.4 mã lực tại vòng tua máy là 9.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại là 13.5 Nm, tại ngưỡng vòng tua là 6.500 phút. Cái công suất của Winx mạnh hơn đôi chút nếu so với cái chiếc Exciter 150 hiện nay chỉ có là 15.1 mã lực, tuy nhiên moment xoắn cực đại lại kém hơn 0.3 Nm. Và đây chúng tôi sẽ so sánh một cái giá bán của Honda Winx trong cái tháng 11 và giữa cuối cái tháng 12. Cái Winx phiên bản thể thao có phanh ABS trong cái tháng 11 thì có mức giá bán là 46.300.000 đồng. Trong tháng 12 thì có mức giá bán là 45.800.000 đồng, tức chênh lệch gần 500.000 đồng. Honda Winx phiên bản đường đua mức giá bán trong cái tháng 11 là 46 triệu đồng, nhưng mức giá bán ở tháng 12 là 44.500.000 đồng, mức giá giảm chênh lệch là 1.500.000 đồng. Winx phiên bản đen mờ mức giá bán trong cái tháng 11 là 45.700.000 đồng, nhưng cái tháng 12 chỉ còn là 43.800.000 đồng, chênh lệch giảm gần 2 triệu đồng. Honda Winx phiên bản Camo mức giá bán trong cái tháng 11 là 45.700.000 đồng, cái tháng 12 chỉ còn là 44.400.000 đồng, tức giảm chênh lệch gần 1.300.000 đồng. Honda Winx phiên bản thể thao cái phanh CBS mức giá bán trong cái tháng 11 là 41 triệu đồng, trong cái tháng 12 mức giá chỉ còn là 40.400.000 đồng, giảm chênh lệch là gần 500.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và tiếp nhấn like, subscribe.